Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề đó, thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ chia sẻ những cái tips mà Gà áp dụng khi phối với áo dạ ha. Mùa xe lạnh đã tới rồi thì áo dạ là một item không thể thiếu đúng không nào. Cái tip đầu tiên mà Gà áp dụng khi mà phối áo dạ á là giữ cho tổng thể thật là đơn giản luôn, càng đơn giản càng tốt. Ở bộ đầu tiên á thì Gà chọn một chiếc áo dạ màu kem form dài, vải nhẹ, tạo cảm giác rất là thoải mái và hoàn toàn không có bị nặng. Còn bên trong thì Gà muốn giữ basic nhất có thể nên đã chọn một chiếc áo len màu đen ôm sát nè, kết hợp với quần ống suông phông hơi xòe. Những chiếc quần như thế này thì sẽ che đi mọi khuyết điểm về đôi chân mà mọi người có, ví dụ như là bắp chân to chẳng hạn. Giày thì Gà chọn một đôi boots đen có gót một tiệm, vừa gọn gàng vừa giúp ăn gian chiều cao, một tổng thể nhìn rất là sợ đúng không nào. Cái tip thứ hai á, là ngoài chất liệu mỏng nhẹ, các bạn hoàn toàn có thể chọn những chất liệu dày hơn. Điển hình là chiếc áo dạ len nè, kết hợp màu sắc hồng nâu trầm nữa thì sẽ tạo cho cả bạn và người đối diện cảm giác ấm áp cực kỳ. Every minute, every day I've been craving. I don't wanna get you out of my system. No. 'Cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. Ooh, you got me good. Ooh, oh babe, all I'm thinking about is when you come around. Ooh, 'cause you got me, play the game just like a pro, didn't stand a chance. Thứ ba là chọn màu sắc áo dạ. Nếu bạn phân vân mãi mà không biết nên chọn cho mình màu áo nào thì vẫn nên stick với những gam màu trung tính nha. Ví dụ như là màu xám xanh này chẳng hạn, vừa nho nhã mà vừa không bao giờ sợ bị lỗi thời hết trơn. I belong to you, and I always be around when I need some love and baby, and I never let you down. Let you down, let you down. I'm your song, and you're playing all my melodies. There's no one else, 'cause baby we got chemistry. Thứ tư, 2018 chất liệu để làm áo dạ đã được biến tấu đi rất là nhiều. Mạnh mẽ nhất chắc phải kể đến loại vải tweed, là loại vải lạ mắt được kết hợp từ những sợi chỉ to khác màu sẽ đem đến cảm giác rất thú vị cho người mặc. Phong áo thì cũng rất là đa dạng luôn, từ ngắn đến dài. Kết hợp với váy thì đúng rất là xinh đúng không? Maybe this is where our story starts. Maybe it was written in the stars. Written in the stars. You, me, forever, yeah. Có những nơi khí hậu ấm đúng không, và mình không thể mặc được những chiếc áo dạ quá dày, thì bạn cũng đừng lo nha, bởi vì những chiếc áo dạ ép nhẹ nhàng sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời đó. Video của ngày đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến First Day trong suốt thời gian vừa qua ha. Và nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì nhớ like và subscribe cho channel First Day nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.